mình không giàu bằng ai, nhưng mà so ra mình đâu có đói bữa nào. Mình không có chiếc xe giàu đẹp để đi, nhưng mà cần có đi đâu mình vẫn có chiếc xe để đi. Thậm chí có những người người ta đi xe căng hải mà người ta vẫn hạnh phúc. Đi xe nào đi, không xe nào quý, sang, đẹp bằng xe căng hải. Xin chào cả nhà, dạ chào cô chú anh chị các bạn trong cộng đồng mạng trong ngoài nước. Hai anh em con chúc nha, có ngày mới luôn vui vẻ và nhiều thứ bình an. Thì hai anh em con có nhận một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ cho bà con nghèo là 10 kg gạo, thì tương đương với số tiền là 170.000. Thì con mua là 50 phần quà. Thì bây giờ con mời cả nhà cùng với con đi phát quà giúp đỡ bà con nghèo nha. Rồi đi theo cả nhà ơi. Dán cho gì? Thì hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Vinh ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con nghèo là 10 kg gạo. Dạ. Dạ. Thì cảm ơn nhiều. Bà hai ở đây có mình hả? Với cháu. Dạ. Thì bà hai ơi, hôm nay hai anh em con đến đây có một phần quà của chú của anh Vinh ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con nghèo là 10 kg gạo. Con để đây nha. Để đây đi cháu, để dưới đó là để đây gà nó ấy xong. Có gà. Dạ. Con chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Chị, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Vinh ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con nghèo 10 kg gạo. Chị cảm ơn người em. Dạ. Dạ. Con đi luôn chú ơi. Còn nhà bên đây là của ai chú? Dạ, ta đi không có nhà. Dạ dạ. Dạ cô ơi, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của anh Vinh ở thành phố Hồ Chí Minh để đỡ bà con nghèo rồi cái gạo. Con gửi cho gì? Thôi gì thì cũng cảm ơn rồi ha. Dạ. Nặng thôi con để trên ghế đi. Để gì tiên cách. Con để trên ghế. Bà, là cô đó lớn tuổi chưa bà hai? Cũng 6 mấy rồi, cũng chị của chị. Dạ. Vì từ cũng 6 mấy tuổi rồi. Dạ. Ủa, có con cái gì không con? Bà hai? Có đứa một. Con đứa một mà nó ở Sài Gòn, nó có vợ, nó theo vợ nó bỏ. Dạ. Thôi bây giờ con thêm một phần nữa nha cả nhà. Để đi con. Dạ, để con để thêm một phần nữa. Dạ, để đi con. Tôi cũng cảm ơn con nha. Dạ, để con thêm một phần nữa. Hả? Có quậy không? Quậy con. Thì anh ơi, thì gia đình ủa của bà hai ở đây thì cũng gặp cảnh khó khăn, thì em cho thêm một phần nha. Bà nhớ lần trước con cũng cho mà nó lâu rồi đó. Vậy hả con? Dạ. Trời ơi, trời, coi gì bà mình quá. Bà khỏe không bà hai? Khỏe. Hôm nay anh em tụi con đến đây có một phần quà của anh Vinh ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bà con mình là 10 kg gạo. Dạ bà cảm ơn. Dạ, nặng không bà sách nói không? Được, được con. Dạ, bà luôn khỏe nha. Dạ bà hai ơi, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bà con mình là 10 kg gạo. Bà nhận dạ, con nha. Cảm ơn nha. Dạ, bà luôn khỏe nha bà. Con ở Vinh nha. Dạ, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của anh Vinh ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con mình là 10 kg gạo. Dạ, cảm ơn con. Dạ, con chúc ông luôn khỏe nha. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn. Ủa, nhà bà là ở bên đây hả? Ở đâu? Nhà nhỏ này qua đây tốt, cái bển gì bển người ta đưa. Cho bà này hả trời, cho tôi. Không, con cho bà hai trước đi. Bà là tôi hả? Con không biết đâu, kêu bà hai thì cứ ngồi đâu biết đâu. Bà Tư. Dạ. Vậy bà Tư. Hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bà con nghèo 10 kg gạo. Cảm ơn con ha. Dạ. Nè, cho bà này nữa nè, bà này cũng khổ lắm. Nhà bà ở đâu lặng? Đây nè. Ủa con nhà bà ở đâu? Con đường kia, còn lên đi chơi. Cái này mới gọi. Nhìn lấy thêm. Vậy bà Sáu ơi. Con thì cũng đến đây có một phần quà của anh Phú thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bà con nghèo 10 kg gạo. Cảm ơn nhiều nha con. Dạ. Đó luôn. Lên luôn tất bà. Dạ. Bà luôn khỏe nha. Cảm ơn em. Dạ. Ồ bà đó bà canh nữa nghe, nó cắn luôn đó. Em có cắn. Chị ơi. Hôm nay em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bà con nghèo là 10 kg gạo. Em gửi cho chị nha. Để cho tôi không? Dạ, nhà bà đâu lận? Đây nè. Gì sát bên hả? Thấy nè. Ở đậu đây cũng ở đậu. Dạ dạ. Đây để nêu thêm một phần quà. Nghèo luôn nè, cho không? Cho dạ, dạ. Nhận.
Dạ. Ủa như vậy là ông hai chưa có thằng quạt phải không? Không phải, ông với bà đã ghi đó rồi. Nương ơi, Nương Nương, cái gia mới cho quà nè cưng. Gia đứng nhận cho tôi cho quà kìa, trên phố tôi xuống tôi cho kìa. Em bận ăn chỗ gì nó thấp gì tình đó thôi. Tôi đem tới chỗ tôi phát luôn kìa. Trên phố á. Ồ, có quậy không? Thôi bây giờ con để đem thằng quà đi. Kìa. À, anh nhận giùm em đi. Thì hôm nay có thằng quà của anh Phú thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con nghèo là 1 ký gạo. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Dạ chị ơi, hôm nay hai anh em đến đây có thằng quà của anh Phú thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con nghèo là 1 ký gạo. Cảm ơn luôn. Dạ. Con chào gì? Dạ chào gì? Cái gì ạ? Dạ con chào quà. Hôm nay hai anh em con đến đây có thằng quà của anh Phú thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con mình 1 ký gạo. Con gửi cho bà ha. Vậy đây nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Hôm nay anh em đến đây có một hàng quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bà con mình là 1 ký gạo. Rồi, dạ. Cảm ơn. Dạ. Thì cả nhà ơi, căn nhà này thì cũng gặp nhiều cảnh khó khăn do là đi làm hết trơn rồi. Bây giờ con để một hàng quà đây nha cả nhà. Con chào bà hai. Hôm nay hai anh em con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con mình là 1 ký gạo. Dạ. Dạ. Bà bị sao với bà? Ngoại té gãy hai cái té gãy. Có chào ngoại luôn không ngoại? Bà có bệnh gì khác không? Ngoại té không à? Ngoại chợ hồi đó ngoại té. Tưởng bà bệnh tiểu đường là lâu lành lắm á. Ngoại có bệnh tiểu đường nữa ngoại chỉ. Dạ. Này cho cậu hay là cho dạ. Bà? Cho bà hai luôn. Cho bà hai nha. Còn ông nay thì ổng đi trong Vinh rồi, ổng có nhà. Dạ. À, con thì có 100.000 con gửi cho bà hai. Không, được rồi, cảm ơn chú. Sao bà không lấy tiền? Sao tôi đi chứ. Sao với bà hai, sao bà không lấy tiền con vậy? Con lạnh mắc nợ chứ. Cho dạ, bà hai lấy giùm con đi. Không sao đâu, bà cố gắng niệm Phật là được rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Thôi bà luôn mạnh khỏe nha bà. Dạ. Cũng cảm ơn chú nhiều. Dạ. Thì cả nhà ơi, thì gia đình ở đây thì gặp nhiều khó khăn do là đi làm rồi. Thứ ra không có nhà con để đây. Dạ, vậy con để đây đi. Chào bà hai. Đâu. Lâu dữ lắm rồi con mới gặp bà đó. Ừ. Nội khổ thiệt, hết gạo ăn thiệt mừng quá trời rồi. Bây giờ có gạo lại nè bà hai. Có gạo lại rồi mừng quá. Bà khỏe không bà hai? Bà ngồi ghế đi. Tôi đau quá không, tôi muốn chết tôi rồi cậu ơi. Tôi muốn tôi không tôi chết rồi đó. Bị gì bà hai? Sốt. Sốt hả? Tự nhiên có đi ấy đó, đi cầu ngoại vô sao mà tự nhiên có tới nhà nó xỉu tôi luôn. Xỉu. Dạ. Thì hôm nay anh em con đến đây có 2 phần quà của anh Phú anh Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con mình là 1 ký gạo, nhưng mà con thấy bà hai khổ quá không. Dạ. Cho thêm một phần nữa. Dạ dạ. Thôi vậy dạ, dạ, cảm ơn cô quá. Thằng nhóc nhỏ đâu rồi bà hai? Thịnh hả? Ờ. Nhà nó đẳng hơn. Thịnh đi về rồi. Mới đi về nãy. Bây giờ nhà đẳng hả? Ừ. Hình như lâu lắm nữa con mới gặp bà nữa đó. Ờ, lâu rồi mới gặp đây. Dạ. Cảm ơn quá chú, dạ. Quá mừng luôn. Quá mừng rồi. Con thấy bây giờ đường lộ bây giờ là sạch sẽ yêu quá. Dạ, dạ. Dạ đúng rồi. Ta làm rồi con trả ở được, qua sông có được đi lên không được. Vậy không biết ta lại hơn. Ta đổ lại con trả lại con qua sông. Không qua đâu. Đi lên không qua đâu. Dạ. Không qua đâu. Dạ anh Tư con làm riêng rồi. Vậy sao? Dạ. Không. Chị trả lại đi chứ lên nữa không được. Ta đang đổ. Dạ. Không được. Giờ anh em mà giúp đỡ cho tôi thì hôm nay tôi nhờ nó hết gạo ăn nữa mà giờ được cái cơ hội này thì quá mừng quá cảm ơn rồi. Dạ. Bà mới thăng tôi giờ hết gạo ăn. Tôi nói hết gạo ăn giờ biết sao giờ đây. Đi, mua thiếu lần kia 5 kg mới mua thiếu. Bà ai mới nói luôn hả? Không gạo. Bây giờ đây nè, bà bữa nào tôi bà ở đây bà chơi từ bệnh tới giờ bà đợi đây đâu hoài là nhà bà lần này nè. Từ bệnh đó. Đó. À, đúng biết rồi. Bệnh tới giờ đó là bà lại đây hoài ha. Dạ. Bà nói hết trơn gạo ăn nữa. Thì ở con mình đó,
rồi biết sao giờ mấy bữa hôm thì Thịnh nó ngủ, nó ngủ đằng này. Dạ. Cái giờ hả nó thấy đỡ đỡ rồi, khỏe đỡ rồi rồi mới đi. Chứ theo người ta theo nói đúng ra có tiền là tôi đi nhập viện bữa hôm rồi, không có tiền con. Dạ. Con cháu nó cho anh đứa chút chút thì hả có thuốc men đồ uống vô nước biển nước đồ thì hôm nay nó đỡ đó. Dạ. Cậu biết không, hôm bữa 28 cậu vô đó cậu cho quà nó hen là đi đứa cháu á, nó về nữa gia đình nó rồi nó ghé đây thăm Tết đó. Về đây ghé đây thăm ngủ một đêm. Dạ. Chứ đồ trong nhà tủ lạnh tủ đồ là đồ người ta gửi không, cậu tôi không có gì đâu cậu. Con có nói gì đâu. Không, cậu không tin tôi, cậu vô tôi nói sao lại vậy chứ tôi không có. Dạ con biết mà, tại con hỏi người dân ở đây là hoàn cảnh bà như thế nào là con mới biết, con dám mới dám quay chứ con không quay đâu. Chứ đâu có gì đâu. Dạ. Cũng nhờ cậu. Trước nữa nhờ cậu thì nhờ cậu cái lên chương trình này thì bà con ta mới giúp đỡ cho tôi. Thì cái đó là rất là cảm ơn cậu nha. Dạ. Thì con cũng chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Khi nào mà có bà con đến đây con chào cho bà hai nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Dạ. Tại con còn đi phát nữa. Dạ thôi con đi luôn bà hai ơi. Dạ. Cảm ơn nhiều nha cậu. Dạ. Dạ dạ. Dạ anh chào. Ở lại thăm cậu bà nha. Dạ. Dạ có gì con nói với anh Tư. Dạ cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú luôn nha. Dạ. Dạ ông hai có nhà ông hai. Dạ hôm nay con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bà con mình 1 kg gạo. Con gửi đây đi. Con cảm ơn cậu, con cảm ơn con nha. Dạ con chúc chú luôn mạnh khỏe nha. Dạ chạy lắm rồi con ơi. Dạ thì cả nhà ơi, căn nhà thì cũng gặp nhiều cảnh khó khăn do là đi làm hết trơn rồi, bây giờ con để một phần quà đây nha. Dạ. Quên tôi hoài trời. Cậu má ơi. Chị ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bà con mình 1 kg gạo. Cảm ơn cưng. Dạ. Thì cái nhà bà hai đây thì cũng bây giờ đang bị bệnh rồi, đang nằm viện rồi. Bây giờ con để một phần ở đây nha, khi nào bà hai về sẽ nhận nha. Thì chị ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ cho gia đình mình 1 kg gạo. Dạ. Nhìn luôn có khỏe nha. Trời ơi, nhìn nó đã nè cả nhà ơi. Trắng nõn nà luôn. Kìa hình như con nó con mẹ nó gì nha. Được hả cái ta? Cái. Nhìn đã vậy. Đi đi quê. Chị ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bà con mình 1 kg gạo. Em cảm ơn Phú. Rồi chúc chị luôn khỏe nha. Dạ. Có bà Tư nhà không anh? Có để tôi kêu bà ra. Thôi không phở nữa. Dạ. Cái nhà còn nhớ căn nhà này không cái nhà? Đợt trước con đến đây con chào giúp đỡ bà con nghèo đó. Thì anh ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con mình 1 kg gạo. Dạ, em cũng cảm ơn anh Phú với mấy chú cho gạo. Dạ. Thôi anh Phú ơi, anh thông cảm cho em nha. Gia đình này thì gặp rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn luôn. Em chắc là em cho thêm một phần nữa nha. Dạ. Bà khỏe không bà hai? Ngồi ghế đi bà hai. Kìa bà ngồi ghế bên đây đi. Ngồi đây hả cậu? Dạ. Thịt hả? Rồi bà ngồi đâu hai? Dòm đây hay dòm mãi? Được rồi. Thì con thì có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh là giúp đỡ cho gia đình bà hai là 2 phần quà. Dạ, chưa cảm ơn cậu và xin hồ hướng công đức cậu với của quý cô với cậu. Dạ, bà khỏe không? Đó là bị mệt, thiếu hơi thở cậu, con mắt bị cồn nữa. Dạ, cầm nước hay cầm? Hả? Cầm nước hay là cầm máy? Đá.
nhưng bị mỗi lần có đăng ký và cậu bé An cái người cho nhà đó, dạ, ổng trị bệnh ngoài chùa đó, ổng vận động, ổng cho nhà ổng đăng. Anh cố gắng ở đây chăm sóc cho bà hai nha anh. Khi nào mà có cô chú giúp đỡ thì em đến đây em trao cho bà hai nha. Dạ, anh cũng cảm ơn. Con biết con đăng ký đi mổ, cái tim nó đập hở lên tim hay lắm, thành ra không có mổ được. Dạ. Thì phải chịu vậy đó. Nói chung bây giờ không dám đi xa em ơi, có gì ăn ở nấy, ở nhà, dù có công chuyện gì làm. Dạ, hù hỉ bà hai đi, bà hai lớn tuổi rồi. Cảm ơn. Bà hai ở đây luôn mình khỏe nha bà hai. Dạ, chứ hưởng công đức cho cậu. Dạ, thôi con đi luôn bà hai. Bà hai bà khỏe không? Khỏe. Hôm nay hai anh em con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ bà con nghèo mình 10 ký gạo. Dạ. Dạ. Tôi con gửi đây cho bà hai. Chú con, ở đâu? Con cháu bà quả của bà hoài đó bà nhớ không? Vậy hả? Dạ. Quên lâu quá quên. Bà giờ hai mắt mờ quá con ơi, giờ mới thấy. Dạ. Dạ, dạ con chúc bà luôn mình khỏe nha. Cầu chúc con ha. Dạ. Khỏe ha. Dạ, thôi con đi luôn bà hai. Dạ. Trọng hai, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo. Con để đây nha. Vậy là cảm ơn nha. Dạ, chúc chú luôn mình khỏe nha. Anh. Hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo. Cho em gỡ cho anh. Dạ. Dạ, cô hai ơi, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo. Bé là cụ ha. Dạ. Gia đình cảm ơn con, bé con chúc bé con được nhiều sức khỏe. Dạ. Mình ăn hết lạc. Dạ. Để đi cúc trời cho mấy bà già. Dạ. Thôi con đi luôn cô hai. Qua nó cho bà nó mệt đi, ta đau nhiều lắm con nghiệp, bà đi đâu có nổi nghiệp bà. Dạ dạ dạ. Người đau mình cứ cho, người mạnh mình cứ cho. Dạ. Xin chào chú. Thì hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ gia đình 10 ký gạo. Con nghe nói bà hai ở đây bệnh. Bệnh mình đi quẹo quẹo vô à. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ chị ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo. Cho em gửi chị. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, chị luôn mạnh khỏe nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Con đến đây có một phần quà. Dạ. Của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã dạ. giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo. Dạ. Cho con. Cảm ơn nha. Dạ con gửi đây. Dạ chị ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ gia đình 10 ký gạo. Em gửi. Cảm ơn. Dạ. Dạ bà hai ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo. Dạ. Cho cảm ơn. Dạ. Dạ chú ơi, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo cho con gửi. Cảm ơn Phú nha. Dạ. Cảm ơn cháu luôn nha. Dạ. Dạ anh ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo. Cảm ơn. Dạ, chúc anh luôn khỏe nha. Dạ. Dạ chú ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ gia đình 10 ký gạo con gỡ. Vậy cảm ơn luôn nha. Dạ. Dạ chị ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo. Dạ cảm ơn luôn. Dạ. Dạ bà hai ơi, hôm nay hai anh em con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo cho con gửi. Cảm ơn nghe cháu. Dạ, con chúc bà hai luôn khỏe dạ, nha. Dạ. Dạ chị ơi, hôm nay hai anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh dạ. để giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo cho dạ, em gửi. Cảm ơn. Dạ, con chúc chị luôn khỏe nha. Dạ dạ, dạ cảm ơn. Dạ chị ơi, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ gia đình mình 10 ký gạo cho em gửi cho chị. Cảm ơn nghe chị. Chị cảm ơn nghe con. Dạ dạ. Nó đang bắn. Thì cái nhà ơi, ông hai ở đây thì gặp nhiều cảnh khó khăn. Dạ. Ủa ông hai dạy luôn kìa nha. Thì ông hai ơi, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ gia đình một chú cái gạo cho con gửi cho ông. Thì cả nhà ơi, thì anh em tụi con thì cũng đã phát quà giúp đỡ bà con nghèo xong. Thì hai anh em con một lần nữa cảm ơn anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh đã có lòng hảo tâm giúp đỡ bà con nghèo 50 phần quà. Anh em con cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Phú. Dạ. Thì em thì cũng chúc anh luôn mạnh khỏe nha. Cũng cô chú anh chị các bạn có một ngày mới luôn tràn đầy năng lượng và luôn mạnh khỏe và bình an. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip theo. Bye cả nhà. Bye.